Trước tiên thì xin kính chào thầy Quân, chào thầy Trọng, kính chào ban tổ chức và tất cả các đồng nghiệp chúng ta đang theo dõi chương trình hội thảo chiều nay. Thì hôm nay tiếp nối cái phần trình bày của thầy Trọng về về chẩn đoán khối u gan, là chúng ta đã vừa nghe phần trình bày rất là hay, chi tiết và đầy đủ về các cái phương tiện thường quy mà chúng ta đang dùng để chẩn đoán khối u gan. Thì tiếp theo thì tôi sẽ trình bày về các cái kỹ thuật mới, công nghệ mới của ngành siêu âm. Thì nói chung là ngành siêu âm hiện nay chúng ta thấy là có ba cái dòng công nghệ gọi là mới nhất, đó là thứ nhất là cái siêu âm vi mạch, tiếp theo là cái siêu âm đàn hồi, và cuối tiếp nữa là chúng ta có kỹ thuật dùng để định lượng mức độ gan nhiễm mỡ. Thì đối với thành phần tham dự của chúng ta hôm nay thì tôi tin chắc rằng là có một nhóm các bác sĩ chúng ta cũng đã từng biết tới kỹ thuật này, hoặc là đôi khi chúng ta đã có từng sử dụng. Tuy nhiên thì hiện nay chúng ta vẫn còn có một cái khó khăn là mỗi một cái dòng công nghệ khác nhau, mỗi một cái hãng máy khác nhau thì họ có những cái cách thực hiện và cái tiêu chuẩn chẩn đoán khác nhau. Vì vậy mà chúng ta cũng cần phải cập nhật những cái thông tin mới để chúng ta có thể ứng dụng được. Và cái phần trình bày ngày hôm nay thì chúng tôi trình bày ba cái nội dung chính là kỹ thuật siêu âm vi mạch SMI, kỹ thuật 2D Seaway và kỹ thuật ATI để định lượng gan nhiễm mỡ. Và các hình ảnh mà chúng ta thu thập để trong bài trình bày này là hầu hết là lấy từ cái máy Canon UPLIO-A, tức là một cái máy rất là mới đối với Việt Nam của chúng ta. Trước tiên thì tôi sẽ nói về siêu âm vi mạch. Thì trong phần trình bày của thầy Trọng, các bạn đã có thể thấy được rất nhiều hình ảnh của những cái khối u gan và những túi máu trong u qua siêu âm vi mạch. Bây giờ chúng ta tìm hiểu sâu hơn về kỹ thuật này. Trước tiên thì chúng ta nói vi mạch là cái gì? Thì thông thường chúng ta làm siêu âm, chúng ta khảo sát được những cái mạch máu, dùng siêu âm Doppler khảo sát mạch máu lớn, mạch máu nhỏ. Những mạch máu nhỏ mà chúng ta khảo sát bằng Doppler thường quy có thể nói là có thể tới 1 mm hoặc là dưới 1 mm. Tuy nhiên nếu mà dưới thấp hơn nữa, ở cái mức độ gọi là vi mạch, thì cái siêu âm Doppler thường quy chúng ta không khảo sát được. Vậy thì vi mạch là chúng ta tính những cái đoạn nào? Thì tôi nghĩ rằng là vi mạch là chúng ta đang nói tới những cái mạch máu mà có kích thước tính theo đơn vị là micromet. Chẳng hạn như chúng ta có những cái mao mạch. Mao mạch có nghĩa là kích thước nó nằm ở khoảng tầm 10 micromet thôi. Thì những cái nhánh mạch máu trước đó nữa, khoảng chừng dưới 100 micromet là coi như là tiền mao mạch. Và những cái nhánh trước nữa có thể là dưới 1 mm. Đây là những cái hệ thống, cái đoạn mà chúng ta dành cái mục tiêu trọng tâm để khảo sát bằng cái siêu âm vi mạch đây. Đó là những cái đoạn mạch máu này, tức là những cái mạch máu mà tính theo đơn vị micromet. Như vậy thì làm sao mà siêu âm vi mạch có thể phát triển được, người ta đã làm như thế nào? Thì qua cái biểu đồ này để chúng ta thấy rằng với cái siêu âm thường quy á, thì chúng ta sẽ khảo sát được những cái mạch máu mà nó có dòng chảy cao, tức là những cái phần mà có màu đỏ đây, những phần màu đỏ đây. Như vậy thì tại sao cái phần mạch máu thấp hơn thì lại không khảo sát được? Chúng ta khi làm Doppler, chúng ta để ý rồi đó, khi mà chúng ta làm tăng cái độ nhạy của Doppler màu trên cái máy của mình bằng cách là chúng ta giảm cái BRF hoặc là chúng ta tăng cái gain Doppler, thì lúc đó nếu như mà cái chuyện đó quá mức nó sẽ lại gây nhiễu. Như vậy thì những cái dòng chảy thấp hơn nó nhiễu là do có sự vận động của những cái xảo ảnh, do cái vận động của mô hoặc là vận động của thành mạch, gọi là rung động thành mạch đó, nó làm cho nhiễu và vì vậy chúng ta không khảo sát được. Vậy thì kỹ thuật siêu âm vi mạch đó, người ta giải quyết được cái vấn đề đó, người ta loại được những cái xảo ảnh do rung động của thành mạch và cái chuyển động của mô, và người ta giữ lại cái tín hiệu Doppler. Chính vì vậy mà những cái dòng chảy đó cực kỳ thấp mà chúng ta vẫn khảo sát được và chúng ta không thấy tín hiệu nhiễu ở đó. Như vậy thì đó là cái cách mà để người ta làm được một cái bước tiến về công nghệ, người ta xử lý được chuyện đó, người ta mới phát triển được cái siêu âm vi mạch. Như vậy thì tóm lại là những cái dòng chảy mà vận tốc quá thấp, những mạch máu quá nhỏ thì siêu âm thường quy chúng ta không khảo sát được, nhưng mà với siêu âm vi mạch thì họ khảo sát được. Một cái điểm đặc biệt là ở chỗ này, khi mà chúng ta nói tới siêu âm vi mạch thì người ta nghĩ là dùng siêu âm vi mạch để khảo sát mạch máu nhỏ, nhưng mà ngược lại cái vận tốc dòng chảy mà có vận tốc rất cao, thay vì bình thường chúng ta có thể thấy cái dấu hiệu aliasing, dấu hiệu vượt ngưỡng, nhưng mà với siêu âm vi mạch chúng ta vẫn khảo sát được một cách rất rõ ràng. Chúng ta xem một số hình ảnh của siêu âm vi mạch. Thì siêu âm vi mạch SMI á, người ta có hai mode, hai chế độ.
Cái chế độ thứ nhất là cái chế độ màu, chế độ color đây. Thì cái chế độ này thì người ta vẫn giữ cái hình BMOD và cái mạch máu hiển thị trên cái hình BMOD đó. Còn chế độ thứ hai là cái chế độ mono này, chế độ đơn sắc. Tức là người ta sẽ xóa nền BMOD đi và chừa lại hình ảnh của cây mạch máu dạng than xám thôi. Chính vì vậy mà cái hình ảnh cây mạch máu ở bên cái chế độ mono này nó sẽ nhạy hơn nhiều so với lại cái chế độ vi mạch mà dạng màu như thế này. Chúng ta xem cái clip này. Đó là cùng một cái nhân giáp mà chúng ta thấy được cái túi máu trong cái nhân giáp đó. Chúng ta thấy bên cái hình mono thì cái hệ thống cây mạch máu hiển thị rất là rõ ràng. Và đây là một cái minh chứng để chúng tôi nói là siêu âm vi mạch không phải chỉ để khảo sát những cái mạch máu rất nhỏ và vận tốc thấp, mà chúng ta có thể dùng để khảo sát những cái mạch máu có dòng chảy cao, chẳng hạn như mạch cảnh đây. Chúng ta thấy rõ được cái hình ảnh như thế này, mặc dù chế độ là để khảo sát mạch máu dòng chảy thấp, nhưng mà khi khảo sát dòng chảy cao chúng ta cũng không có cái hiện tượng giống như là vượt ngưỡng hoặc là hiện tượng nhiễu nó che phủ thành mạch. Và trên cái hình ảnh này các bạn thấy là đây là một cái mảng xơ vữa và có một cái chỗ khuyết. Cái chỗ khuyết như thế này chúng ta thấy nhìn hình ảnh ở bên BMOD chúng ta là một vùng giảm âm, chúng ta không thể biết được là ở đó nó có huyết khối hay không. Nhưng mà với siêu âm vi mạch đó, thì cái dòng chảy chỗ này nó thể hiện được cái dòng chảy, chứng tỏ là chỗ đó là một chỗ trống âm, chỗ chỉ là dòng máu thôi và không có phải là huyết khối ở vị trí đó. Và ngoài ra thì cái ứng dụng lâm sàng của siêu âm vi mạch thì rất rộng. Nếu như mà chúng ta có điều kiện mà chúng ta có được cái công nghệ như thế này, bạn sẽ có được nhiều minh chứng ví dụ cho cái kỹ thuật này. Chẳng hạn như người ta dùng trong cái mạch máu, trong ổ bụng, trong sản phụ khoa và trong cơ xương khớp để chúng ta xem túi máu của cái màng hoạt dịch khớp. Và chúng ta xem tiếp một cái hình siêu âm vi mạch được thực hiện ở mạch cảnh để chúng ta thấy rằng là thấy dòng chảy của từng cái mạch máu rất rõ ràng và thành mạch được hiển thị rất rõ ràng, và cái công nghệ nó đã loại trừ được cái rung động của mô và thành mạch để cho ra được cái hình ảnh rõ nét như vậy. Như vậy thì ứng dụng lâm sàng của siêu âm vi mạch ứng dụng ở tất cả những cái cơ quan mà chúng ta có thể dùng làm siêu âm. Nhưng mà tụ chung lại thì chúng ta có thể nói như thế này, khi mà chúng ta khảo sát một cái tổn thương dạng khối thì siêu âm mục đích chúng ta khảo sát mạch máu là gì? Chúng ta phải trả lời được hai câu hỏi. Thứ nhất là cái khối đó nó có mạch máu bên trong hay không. Thì với những siêu âm thường quy á, khi mà chúng ta làm điều chỉnh hết các thông số mà chúng ta khảo sát, chúng ta thấy rằng là không có tín hiệu Doppler bên trong, chúng ta trả lời là không có mạch máu. Đôi khi chúng ta bị sai do nó có những mạch máu nhưng mà mạch máu quá nhỏ và vận tốc quá thấp, chúng ta không khảo sát được. Vì vậy siêu âm vi mạch nó giúp chúng ta trả lời cái câu hỏi đó một cách tự tin hơn, bởi vì là những mạch máu rất nhỏ và có thể khảo sát được. Và thứ hai là khi mà khảo sát được mạch máu ở trong tổn thương đó thì chúng ta lại xem được cái kiểu phân bố mạch máu, và từ cái kiểu phân bố đó chúng ta lại có đưa ra những cái hướng chẩn đoán. Tất nhiên là siêu âm mạch máu hay là siêu âm vi mạch chỉ là một khía cạnh trong chẩn đoán thôi, chúng ta không phải là chỉ dùng cái đó để chẩn đoán mà chúng ta phải dùng nhiều yếu tố khác. Chẳng hạn như trong phần trình bày của thầy Trọng đó, chúng ta dựa vào nguy cơ của bệnh nhân, dựa vào mô gan nền, rồi dựa vào nhiều cái yếu tố trên hình BMOD, rồi cách phân bố tổn thương, rất nhiều thứ để chẩn đoán. Và chúng ta đang nói tới một yếu tố là mạch máu thôi. Cái hình này thì các bạn cũng đã vừa xem được phần trình bày của thầy Trọng đó. Chúng ta thấy là một cái khối u mạch máu ở gan. Chúng ta thấy trên siêu âm Doppler chúng ta không thấy tín hiệu gì mạch máu ở trong u, nhưng mà với siêu âm vi mạch thì chúng ta thấy được tín hiệu rất rõ. Và mặc dù là trong quá trình khảo sát này chúng ta thấy là mô gan cũng có dịch chuyển đó, nhưng mà do cái mức độ nhạy rất cao cho nên là vẫn hiển thị được tín hiệu mạch máu trong cái khối u dạng chấm như thế này rất là rõ ràng. Chúng ta xem tiếp một cái trường hợp như thế này. Thông thường thì khi chúng ta làm siêu âm tuyến giáp, chúng ta thấy một cái khối dạng nang như thế này và cái phần mô đặc mà dạng giống như là bọt biển như thế này, thì chúng ta thấy là rất là điển hình của một khối lành tính, đúng là như vậy. Và chúng ta làm siêu âm Doppler bình thường chúng ta rất khó để thấy được tín hiệu mạch máu bên trong cái khối này. Chúng ta xem hình này. Nhưng mà với siêu âm vi mạch chúng ta rất là bất ngờ, một cái khối như thế này mà cũng mạch máu rất nhiều. Tức là mạch máu nó chi phối vào đó, nuôi cái khối đó rất là nhiều mà chúng ta không khảo sát được với siêu âm thường quy. Và đây là một cái trường hợp khác, chúng ta có một cái khối ở phía sau của thùy phải tuyến giáp. Bạn chờ tôi một tí.
chúng ta có một cái khối ở phía sau của thùy phải thính giác, một khối giảm âm. Thì cái khối như thế này thì chúng ta nếu mà kinh nghiệm làm siêu âm tuyến giáp vùng cổ một chút thì chúng ta sẽ nghĩ có khả năng nghĩ tới cái chẩn đoán là khối u tuyến cận giáp. Mà chúng ta biết rằng là khối u của tuyến cận giáp thì thông thường tưới máu của nó rất nhiều và chúng ta sẽ thể hiện được ở trên cái hình ảnh siêu âm vi mạch như thế này. Cái khối này giảm âm có những cái vùng mà chúng ta tưởng như là cái vùng trống âm giống như cái dạng nang của cái nang giáp, nhưng mà khi làm siêu âm vi mạch chúng ta thấy là tưới máu rất là nhiều ở khắp nơi ở trong cái khối đó, và trường hợp này đây là một cái khối bướu của tuyến cận giáp. Ngược lại một cái trường hợp khác tôi đưa ra để chúng ta thấy khác biệt với cái ca vừa rồi, chúng ta cũng có một cái khối giảm âm ở phía cực dưới của thùy trái tuyến giáp. Chúng ta nhìn vào như thế này chúng ta cũng có nghi ngờ đây là một cái khối u của tuyến cận giáp, nó không có phản âm trống giống như là một cái nang giáp keo thông thường, nhưng mà với siêu âm vi mạch chúng ta thấy là mạch máu chỉ viền xung quanh và cái mô xung quanh thôi, ở bên trong cái khối đó hoàn toàn không có một tí tín hiệu mạch máu nào. Đây lại là một cái nang giáp, và cái nang giáp này lại thể hiện được rất là điển hình trên cái hình ảnh siêu âm đàn hồi dạng Strand. Đây đây là cái hình ảnh blue green red, cái hình ảnh điển hình của nang giáp đó. Như vậy thì cái siêu âm vi mạch nó giúp chúng ta trả lời là có mạch máu hay không có mạch máu trong khối đó, đó là một cái yếu tố để quyết định chẩn đoán. Và cái yếu tố thứ hai là cái kiểu phân bố mạch máu. Bây giờ chúng ta trở lại cái ứng dụng của siêu âm mạch máu vi mạch SMI trong cái chẩn đoán khối u gan. Thì SMI thì tôi thấy là tôi nhìn nhìn thấy chúng ta có thể khai thác được những cái giá trị như thế này. Thứ nhất là vẫn là xác định có mạch máu hay không có mạch máu trong cái khối mà chúng ta phát hiện được ở trong gan. Cái thứ hai là chúng ta khảo sát được cái kiểu phân bố mạch máu trong cái khối u đó. Và một cái giá trị thêm nữa là người ta dùng siêu âm vi mạch để đánh giá cái khối u sau khi điều trị đốt u bằng sóng cao tần. Thì sau khi điều trị đốt u đó thì người ta muốn khảo sát coi coi là xung quanh cái khối u đó còn cái mô u còn lại hay không, hoặc giả là cái u nó tổn thương nó tái phát tại cái chỗ đốt, thì dựa vào cái tưới máu trong cái mô đó là chính. Cho nên là siêu âm vi mạch chính vì cái độ nhạy cao mà người ta cũng ứng dụng một phần nào đó trong cái việc theo dõi một cái ca sau đốt u để xác nhận là còn sót mô u hay không, hoặc là sau đó thì có tái phát hay không, có thể thay thế một phần nào đó cho cái kỹ thuật CT hoặc là cộng hưởng từ mà có dùng thuốc tương phản. Chúng ta xem qua một số cái kiểu phân bố mạch máu trong cái khối u thì người ta chia ra làm bốn kiểu như thế này. Thứ nhất là không có tín hiệu mạch máu, thứ hai là có tín hiệu dạng chấm, thứ ba là dạng dãy, và thứ tư là cái dạng dạng cây mạch máu phân nhánh như thế này. Và trong cái loại thứ tư này người ta chia ra làm bốn loại, ba loại. Tức là loại này là loại phân nhánh rất rõ ràng và có những chấm bên trong. Và loại này là loại mà phân bố dạng nang hoa. Và loại này là dạng phân bố mà dạng hỗn loạn mà khi nãy thầy Trọng có trình bày đó. Người ta dạng hỗn loạn đặc trưng cho cái chẩn đoán của HSC. Thì dựa vào các cái kiểu phân bố đó thì chúng ta hình dung ra một số cái khuynh hướng phân bố mạch máu của một số loại u gan. Chúng ta chỉ nói một số loại thôi chứ không phải tất cả. Tất nhiên là thực tế thì nó nhiều nhiều tình trạng khác nhau và chúng ta phải dựa vào nhiều yếu tố để chẩn đoán. Giờ chúng ta nói thứ nhất là cái loại mà bướu mạch máu mà thể mao mạch đó. Nếu như mà cái nốt nó quá nhỏ, đôi khi chúng ta cũng không thấy được, khảo sát được tín hiệu mạch máu trong đó. Hoặc là thể mao mạch này chúng ta có thể thấy tín hiệu dạng chấm. Còn cái loại mà dạng dãy có phân nhánh rõ ràng như thế này và những chấm bên trong thường thường thấy cho cái bướu máu mà dạng thể hang. Còn loại này là loại đặc trưng của cái tăng sản dạng nốt khu trú, và cái loại hỗn loạn này là dạng đặc trưng của ung thư tế bào gan nguyên phát HCC. Chúng ta xem qua một số hình ảnh. Cái hình ảnh này là chúng ta đã cũng vừa xem, đây là một cái khối u mạch máu rất là rõ nhưng điển hình trên BMOT, nhưng mà trên vi mạch chúng ta thấy được những cái tưới máu dạng chấm đây. Còn trường hợp này cũng là một cái bướu mạch máu nhưng mà chúng ta thấy được cái tưới máu, cái viền nó phân nhánh cũng khá rõ ràng và bên trong thì có những cái chấm nhỏ, không phải là một cái tưới máu dạng hỗn loạn mà là một cái tưới máu kiểu của u mạch máu dạng thể hang. Đây là một cái trường hợp, một cái nốt mà chúng ta nhìn vào cũng là cái nốt không điển hình, giảm âm nhẹ so với mô gan nền. Tuy nhiên nhờ cái tính chất phân bố mạch máu mà chúng ta nhận ra đây là một cái phân bố dạng của FNH. Ta thấy phân bố có một cái mạch máu lớn đi vào trung tâm
và từ đó chia ra thành cái dạng hình lan hoa, một cái kiểu phân bố điển hình của FNH. Rồi tiếp theo chúng ta có một cái trường hợp FNH rõ nét hơn nữa, chúng ta thấy là một cái nốt giảm âm nhẹ so với mô gan rất là khó nhận biết, nhưng mà với siêu âm vi mạch chúng ta thấy là cái mạch máu trung tâm và nang hoa rất là rõ của một bệnh nhân nữ 40 tuổi. Một trường hợp khác, bệnh nhân nam 23 tuổi, chúng ta thấy túi máu dạng nang hoa rất là rõ, một cái điển hình của túi máu của FNH. Còn đây là một cái trường hợp mà cái nền gan viêm mãn tính đây, gan thô, có thể là tới cái giai đoạn xơ gan rồi, và chúng ta thấy xuất hiện một cái nốt tăng âm nhẹ không đồng nhất, và cái nốt này trong tình huống này thì rất điển hình của một HCC. Và trên hình siêu âm vi mạch thì chúng ta có thể thấy rõ được cái túi máu hỗn loạn và rất nhiều ở bên trong cái khối u, cái kiểu phân bố mạch máu theo kiểu 4 và 4C. Đó là một số hình ảnh phân bố mạch máu bằng siêu âm vi mạch khảo sát một số cái khối u. Như vậy thì qua những cái hình ảnh đó chúng ta nói tóm lại là cái kỹ thuật siêu âm vi mạch, cụ thể là kỹ thuật SMI, nó rất hữu ích trong cái chẩn đoán siêu âm, và nó nhạy hơn cái siêu âm mạch máu thường quy rất là nhiều trong cái việc mà khảo sát những cái mạch máu nhỏ, dòng chảy thấp, và chúng ta có thể khảo sát những cái vi mạch mà chúng ta chưa dùng đến cái siêu âm có tiêm chất tương phản. Và thứ hai là cái kiểu phân bố mạch máu ở trong bú là một cái yếu tố cũng khá quan trọng để chúng ta đưa ra cái hướng chẩn đoán, và chúng ta có thể tận dụng cái siêu âm vi mạch để cái việc chẩn đoán cái bệnh khối u gan được tốt hơn. Đó là sơ lược về siêu âm vi mạch. Tiếp theo thì tôi sẽ trình bày về cái siêu âm đàn hồi 2D Sideways trong chẩn đoán bệnh gan. Thì chúng ta đã có nhiều workshop, có nhiều cái buổi hội thảo để chúng ta nói về kỹ thuật này, cho nên hôm nay thì chúng tôi cũng không có nói chi tiết về những cái nguyên lý của kỹ thuật, mà chúng ta chỉ nhắm về nói về những cái ứng dụng. Thì tổng chung lại thì kỹ thuật siêu âm đàn hồi 2D Sideways này chúng ta dùng trong hai cái việc chính. Thứ nhất là định lượng mức độ sơ hóa gan, và thứ hai là góp phần chẩn đoán phân biệt cái khối u gan. Chúng ta phân tích hai phần này. Thứ nhất là chúng ta nói về cái việc chẩn đoán sơ hóa gan. Thì cái tiến trình của bệnh gan thì chúng ta cũng đã biết rồi, bắt đầu từ một cái gan bình thường, khi mà có tác động của những cái bệnh lý, và bệnh lý nhiều nhất á, chúng ta thấy được là viêm gan siêu vi hoặc là do rượu bia. Ngoài ra còn nhiều cái nguyên nhân khác nữa, và mới nổi lên gần đây là chúng ta phải để ý là một cái viêm gan do viêm gan mỡ. Thì cho dù là nguyên nhân nào thì từ cái gan bình thường mà chuyển thành cái gan giai đoạn cuối, tức là xơ gan hoặc là xơ gan mất bù hoặc là ung thư gan, nó cũng thường là xảy qua ra qua cái tiến trình như thế này. Nó sẽ ra qua cái tiến trình là nó qua viêm gan, xơ hóa gan, rồi sau đó mới xơ gan, rồi xuất hiện khối u gan. Và một cái điều rất là hay trong cái những năm gần đây, người ta khẳng định lại được là xơ gan và xơ hóa gan có thể phục hồi. Chứ trước đây thì chúng ta lại nghĩ là xơ hóa gan và xơ gan là một cái tiến trình mà không thể phục hồi, cho nên là cái việc điều trị nó được đặt ra không có nhiều. Bây giờ người ta chứng minh được là nó có thể phục hồi, cho nên cái việc mà phát hiện xơ hóa gan là một cái việc rất quan trọng. Và ở cái giai đoạn đó nó chưa có xuất hiện biến chứng, và chúng ta sẽ điều trị để như thế nào đó để bệnh nhân trở lại cái mức độ xơ hóa thấp hơn, để tránh cái nguy cơ ung thư gan hay là suy gan. Đó là những cái điều mà chúng ta để ý. Như vậy thì cái việc mà chẩn đoán xơ hóa gan là một cái việc vô cùng có ý nghĩa trong cái quá trình mà quản lý và điều trị bệnh gan. Và siêu âm đàn hồi mô đã được chứng minh là một cái kỹ thuật không xâm lấn, nhưng mà độ chính xác thì rất cao, có thể dùng thay thế cho sinh thiết gan trong cái thời điểm hiện nay. Nói về siêu âm đàn hồi mô thì chúng ta có hai cái loại chính. Thứ nhất là siêu âm đàn hồi căng, tức là strain rectal, mà khi nãy anh Tuấn vừa trình bày cho chúng ta xem đó, chúng ta cái kiểu là chúng ta dùng đầu dò ấn ép để tạo hình đàn hồi. Và thứ hai là cái kiểu siêu âm đàn hồi sóng biến dạng, gọi là Sideways Lato. Cái kiểu này nó khác với kiểu trước là gì? Kiểu trước là chúng ta chỉ định tính hoặc là bán định lượng cái độ cứng của cái tổn thương, nhưng mà với kỹ thuật siêu âm đàn hồi sóng biến dạng thì chúng ta có thể định lượng độ cứng của tổn thương. Khi chúng ta định lượng thì nó sẽ ra đơn vị là kilopascal hoặc là đơn vị vận tốc của sóng ngang, sóng Sideways đây, theo đơn vị mét giây, tùy theo người dùng. Và sự chuyển đổi giữa hai cái đơn vị này là thông qua cái phương trình sóng biến dạng. Đây là cái hình ảnh mô phỏng về cái nguyên lý của cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi sóng biến dạng này,
là người ta dùng một cái xung lực âm tác dụng vào mô, và khi mà mô bị tác dụng bởi xung lực âm á, sẽ sinh ra cái sóng ngang đi lan ra xung quanh theo cái hướng vuông góc với lại sóng tới, và cái máy tiếp tục sẽ phát ra cái chùm sóng âm để phát hiện sự dịch chuyển của các sóng ngang này, và từ đó người ta tính toán ra được cái độ cứng của cái mô mà chúng ta cần khảo sát. Đó là nguyên lý sơ bộ về siêu âm đàn hồi mô. Riêng về cái kỹ thuật mà siêu âm đàn hồi mô mà dùng trên gan đó, thì chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ dùng cái siêu âm sóng biến dạng nghe để sóng biến dạng để định lượng cái độ cứng của gan hoặc là khối u gan, chứ chúng ta không có dùng cái kỹ thuật strain lateral. Thì để sử dụng cái sóng ngang này thì hiện nay chúng ta có thể phân loại các cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi gan này thành ba nhóm này. Thứ nhất là cái đàn hồi thoáng qua mà chúng ta biết qua cái kỹ thuật FibroScan từ nhiều năm nay, và thứ hai là cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi định lượng điểm gọi là point Seaway. Kỹ thuật siêu âm đàn hồi định lượng điểm này thì nó đặc điểm là mỗi lần mà chúng ta khảo sát á, chúng ta sẽ ấn nút và cái máy sẽ đo đạt được độ cứng của mô ở một điểm. Và sau này những cái công nghệ mới nữa người ta sẽ làm cái kiểu gọi là point Seaway nhưng mà continuous point Seaway, tức là người ta ấn nút một lần nó đo liên tục nhiều lần nhưng mà mỗi lần cũng vẫn là một điểm. Còn siêu âm đàn hồi định lượng đa chiều là cái kỹ thuật mà chúng ta trọng tâm ngày hôm nay là 2D Seaway đây. Như vậy thì trên kỹ thuật này sự khác biệt là người ta dùng đo cái độ cứng gan trên một cái bản đồ như thế này, cái diện tích nó lớn hơn nhiều so với một cái điểm mà chúng ta đo phía bên này. Đó là cái khác biệt thứ nhất là về diện tích, cho nên là mỗi một lần mà chúng ta đo đạt đó, chúng ta đo được một cái khoảng mô lớn hơn. Vì vậy mà khi thực hiện kỹ thuật á, người ta có thể cho phép mình dùng 3 đến 5 phép đo cho một ca. Khác với đàn hồi định lượng điểm á, thì chúng ta phải sử dụng khoảng 10 phép đo cho một ca. Và cái kỹ thuật này nó được cái độ nhạy, độ đặc hiệu và cái độ chính xác dựa vào diện tích dưới đường cong người ta đã chứng minh là rất là cao, tức là trên 0,92, đối với F4 là trên 0,98, tức là những con số rất là cao. Trên cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi định lượng đa chiều thì các bạn cũng lưu ý chúng ta cũng có nhiều dòng công nghệ. Trước tiên á, là người ta dùng cái kỹ thuật định lượng đa chiều là 2D Seaway, nhưng mà mỗi lần chúng ta thực hiện đo đạt chỉ đo được một bản đồ đàn hồi duy nhất, và chúng ta sẽ đặt roi lên đó để đo độ cứng, rồi chúng ta lại đo cái thứ hai. Cái đó là cái kiểu đơn giản nhất. Cái kiểu thứ hai là cái kiểu mà gọi là continuous, tức là chúng ta khi mà khởi động chương trình á, thì cái máy nó sẽ đo, nó làm từng frame frame frame, tức là một lần nín thở của bệnh nhân á, chúng ta có thể đo 3 frame tới 5 frame tùy theo khả năng của bệnh nhân. Còn cái kỹ thuật tiếp theo nữa là gọi là real time 2D Seaway, tức là chúng ta thấy là cái hình bản đồ đàn hồi sẽ chạy liên tục giống như là cái hình siêu âm BMOD. Như vậy thì muốn đạt được cái điều đó thì tốc độ của nó ít nhất cũng phải khoảng 15 tới 20 frame trên giây thì chúng ta mới thấy được cái sự liên tục như vậy. Như vậy thì cái kỹ thuật mà chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay là cái kỹ thuật 2D Seaway nhưng mà dạng continuous Seaway, có nghĩa là chúng ta khi mà thực hiện khảo sát nó sẽ đo từng frame 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 khoảng chừng 3 đến 5 frame cho một lần nín thở. Như vậy thì với mỗi một trường hợp bệnh nhân khám chúng ta có chỉ cần cho bệnh nhân nín thở một hoặc hai lần là chúng ta có thể thực hiện xong cái kỹ thuật đo của mình với 3 đến 5 phép đo. Việc chuẩn bị bệnh nhân và các cái kỹ thuật để khảo sát để thu thập cái thông tin về độ cứng gan thì chúng ta hầu như có sự thống nhất khi mà chúng ta sử dụng các cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi, nó đều gần như nhau. Thì theo khuyến cáo của cái hội siêu âm châu Âu vào năm 2017 này, chúng ta thấy rằng là chuẩn bị bệnh nhân là chúng ta cho bệnh nhân nhịn ăn tối thiểu 2 giờ và nghỉ ngơi tối thiểu 10 phút trước khi chúng ta tiến hành đo độ cứng gan. Và trong cái quá trình đo thì chúng ta yêu cầu bệnh nhân giữ hơi thở để ghi hình đàn hồi. Giữ hơi thở nghĩa là chúng ta trước khi mà chúng ta khảo sát, chúng ta yêu cầu bệnh nhân dặn dặn dò bệnh nhân trước là khi mà chúng ta yêu cầu giữ hơi thở thì bệnh nhân đang thở bình thường và giữ yên lại, và bệnh nhân không có phải là thở ra tối đa hoặc là bệnh nhân cũng không có hít vào tối đa để giữ hơi thở. Cái điều đó nó làm sai lệch kết quả. Và cái đó là cũng là một yếu tố rất quan trọng, nó thể hiện sự khác biệt giữa những cái người làm siêu âm với nhau đó. Chúng ta cũng lưu ý một chút nữa, với những các bác sĩ mà mới thực hiện kỹ thuật này những lần đầu tiên á,
chúng ta phối hợp ở cái chỗ này chưa có phù hợp. Ví dụ như khi mà chúng ta yêu cầu bệnh nhân giữ hơi thở, ta nói bệnh nhân nín thở, thế là chúng ta ấn nút khởi động ngay, thì khi đó cái hơi thở bệnh nhân chưa được hoàn tất, chưa được giữ lại và cái mô gan vẫn còn dịch chuyển, và như vậy thì cái frame đầu tiên lúc nào cũng bị lỗi do cái gan nó trượt. Vì vậy mà các bạn lưu ý là chúng ta sẽ delay lại 1-2 giây, chúng ta yêu cầu bệnh nhân nín thở, nhưng mà chúng ta đừng có bấm nút liền, chúng ta quan sát cái hình gan mà chúng ta thấy nó cố định đứng yên thì lúc đó chúng ta mới khởi động chương trình đo. Ngoài ra thì những cái việc như là tư thế bệnh nhân, vị trí đo, tất cả nó đều giống nhau giữa các kỹ thuật. Chúng ta xem cái một cái hình bệnh nhân tôi thực hiện đo đây. Đây là cái vị trí mà chúng ta khảo sát. Vị trí khảo sát là chúng ta đặt đầu dò ở cái khoang gian sườn ở bên phải, thì vị trí này cũng tương đương với đường nách giữa hoặc là đường nách trước, và cái đầu dò thì vuông góc với bề mặt da, và các bác sĩ lưu ý là chúng ta sẽ ướm cái phía bờ trên của đầu dò sát vào da để làm cho cái bao gan nó song song với bề mặt da. Chúng ta sẽ xem tiếp. Ở đây, cái đó là vị trí đặt đầu dò, nhưng mà chúng ta lại dựa vào cái hình này để chúng ta quyết định đây. Chúng ta ướm cái bề mặt trên đầu bờ trên đầu dò xuống một chút đó, thì cái bao gan này nó sẽ song song với mặt da đây. Còn nếu như mà chúng ta đặt theo cái thói quen siêu âm thông thường đó, thì cái bao gan này nó lệch cái góc, thì lúc đó đo không chính xác. Đó là ta dặn dò bệnh nhân. Rồi tiếp theo thì khi mà chúng ta chọn được cái vị trí á, thì chúng ta sẽ chọn vị trí nào ít cái mạch máu lớn, và chúng ta đặt cái roi cách xa cái bao gan khoảng chừng 2 cm. Khi đó thì chúng ta khởi động chương trình đo. Thì với cái kỹ thuật siêu âm 2D siêu quay của Canon này, chúng ta có hai cái bản đồ ở hai bên. Một cái bên là để đo đạc và một bên là chúng ta dùng để tham chiếu. Và trên cái bản đồ này gọi là bản đồ dịch chuyển. Chúng ta vừa xem qua đó, là bản đồ dịch chuyển, tức là cái sóng dịch chuyển nó thể hiện bằng những cái đường thẳng song song với nhau. Nó thể hiện cái chất lượng của cái kỹ thuật. Nếu như mà các cái đường đó nó mảnh mai và nó song song thì có nghĩa là cái sóng biến dạng nó di chuyển đạt ở trong đó. Và thứ hai là chúng ta từ cái bản đồ mà dịch chuyển đó, chúng ta có thể chuyển thành cái bản đồ này gọi là bản đồ độ cứng. Bản đồ này chúng ta sẽ đặt làm cái chỗ để chúng ta lựa chọn vị trí đặt cái roi để đo đạc. Chẳng hạn như ở chỗ này là những chỗ không đạt nè, không có tạo được cái tín hiệu sóng ngang. Ở đây cũng vậy, thì chúng ta sẽ không đo đạc ở đây, và chúng ta sẽ đo đạc ở những cái vị trí mà cái hình bản đồ đàn hồi á, cái hình độ cứng nó tương đối đồng nhất, cái màu nó đồng đều với nhau, thì đó là những cái chỗ mà chúng ta đo đạc độ cứng. Ví dụ như trên hình này chúng ta dừng lại đây, chúng ta thấy là tôi đặt ở chỗ này tôi đo được cái độ cứng là 5,6 kPa. Tùy theo người dùng, nếu các bạn muốn dùng đơn vị mét giây, bạn sẽ chuyển cái bản đồ này thành cái bản đồ tốc độ speed, thì lúc đó chúng ta sẽ đo ra đơn vị mét giây. Nhưng mà bây giờ đa số thì người ta dùng đơn vị kilopascal. Rồi, đó là một lần nín thở hoặc là 2 lần nín thở của bệnh nhân, chúng ta có thể thực hiện được 3 đến 5 phép đo, và trên cái máy nó sẽ hiện ra một cái bảng tổng hợp các cái phép đo đó, và chúng ta sẽ trả kết quả bằng cái giá trị gọi là median, trong cái giá trị trung vị của những cái giá trị mà chúng ta đo được. Và khi có được cái giá trị con số đó rồi, chúng ta sẽ dùng một cái bảng phân loại. Và các bạn lưu ý là cái bảng phân loại thì không dùng chung cho tất cả các cái dòng máy siêu âm với nhau, mà là mỗi một cái dòng máy siêu âm chúng ta sẽ có những cái nghiên cứu và đưa ra bảng phân loại cho cái dòng máy đó. Đó là cái tình hình hiện nay là như vậy. Thì với cái kỹ thuật 2D siêu quay trên cái dòng Canon như thế này, thì tôi tìm ra một số cái nghiên cứu để đưa ra cái bảng giá trị cutoff. Chẳng hạn như đầu tiên thì tôi đưa ra cái nghiên cứu này. Cái nghiên cứu này người ta nghiên cứu trên hơn 300 bệnh nhân, và người ta đã đưa ra được cái giá trị ngưỡng để chẩn đoán cái xơ hóa gan đáng kể, tức là F2, và xơ hóa gan nặng là F3 và F4 đó. Cái ngưỡng đó là 7 kPa và 9 kPa. Và với cái diện tích dưới đường cong ROC lên tới 0,97, 0,97 có nghĩa là cái độ chính xác rất là cao so sánh với lại giải phẫu bệnh của sinh thiết gan. Tuy nhiên thì cái nghiên cứu này thì họ lại không phân biệt giữa F0 và F1, cũng như là họ không có phân biệt giữa F3 và F4, họ xếp vô chung một nhóm là mức độ xơ hóa gan đáng kể và xơ hóa gan nặng.
Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu một cái nghiên cứu thứ hai. Cái nghiên cứu này thì các tác giả nghiên cứu trên khoảng 114 bệnh nhân và có cái sinh thiết gan làm cái tiêu chuẩn tham chiếu. Và nghiên cứu này thì đưa ra được cái bảng phân loại rõ ràng chi tiết hơn, và tôi nghĩ là chúng ta nếu có được công nghệ này thì chúng ta sẽ dùng cái bảng phân loại này để sử dụng trong thực hành. Thì trên cái kết quả của nghiên cứu này thì người ta thấy rằng là để phân biệt F1, F2, F3 và F4 thì có những cái ngưỡng cutoff là 5,4, 7,8, 9,4 và 12,2 kPa đây. Thì nó cũng tương đối phù hợp với lại những cái công nghệ khác. Và cái diện tích dưới đường cong ROC thể hiện cũng khá là cao, từ 0,77 cho tới 0,95. Tất nhiên là các bác sĩ lưu ý là dùng siêu âm đàn hồi để định lượng xơ hóa gan đó, thì mức độ xơ hóa gan càng nặng thì độ chính xác của kỹ thuật nó càng cao. Cái việc mà phân biệt giữa một cái bệnh nhân có xơ gan và không xơ gan, nó độ chính xác cao hơn nhiều so với chúng ta phân biệt giữa một trường hợp là bệnh nhân không xơ gan và một bệnh nhân xơ hóa gan rất nhẹ như là F1. Đó, và cái mức độ thấp đó, thì nó phân biệt khó hơn. Cái đặc điểm này hầu như là giống nhau của tất cả các cái công nghệ đàn hồi, siêu âm đàn hồi hiện nay. Như vậy thì theo cái bảng phân loại đó thì tôi tóm lại thành một cái bảng như thế này để chúng ta dễ sử dụng. Có nghĩa là chúng ta làm siêu âm, chúng ta thấy bệnh nhân có độ cứng gan là 9,4 kPa trở lên thì chúng ta chẩn đoán nó là F3. Trên 12,2, 12,2 trở lên thì chúng ta chẩn đoán là F4. Tôi lấy ví dụ trường hợp này, chúng ta đo được là độ cứng gan là 5 kPa, chúng ta kết luận đây là F0. Bác sĩ lưu ý này là F0 là fibrosis giai đoạn đầu tiên, tức là không có xơ hóa gan, chứ không phải là F0 mà chúng ta đang nghe giống như trên báo chí hiện nay. Ta lưu ý cái đó. Còn ở đây là một cái trường tình huống khác là một bệnh nhân đo được độ cứng gan là 18,4 kPa, và chúng ta đưa vào bảng phân loại này chúng ta trả lời ngay được là F4. Như vậy thì cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi hiện nay phải nói là một cái công nghệ nó tuyệt vời. Chúng ta chỉ cần tốn một lần nín thở của bệnh nhân hoặc là hai lần nín thở của bệnh nhân thôi, trong vòng vài giây chúng ta có thể kết luận được một bệnh nhân xơ hóa gan ở mức độ nào. Trong khi đó trước kia nếu không có kỹ thuật này thì để trả lời được cái thông tin đó chúng ta phải là sinh thiết gan. Đó là một cái quy trình rất là tốn kém và đau đớn cho bệnh nhân. Chúng ta nhìn qua một số cái trường hợp lâm sàng. Thứ nhất là một bệnh nhân có viêm gan B và xơ gan. Trong hình này thì chúng ta thấy cũng khá rõ cái gan nó thô, mặc dù đường bờ thì cũng chưa tới độ đường bờ vẫn còn đều, nhưng mà cái nền gan thô và tăng âm. Và trên siêu âm đàn hồi thì chúng ta đo được cái độ cứng gan lên tới 27,8 kPa và rất là điển hình của một cái xơ gan giai đoạn F4. Nhưng mà cái đó là một cái tình huống mà trên BMOT chúng ta đã nhận ra là có hình ảnh tổn thương gan mạn tính. Còn trường hợp này thì chúng ta lại là một tình huống mà chúng ta rất thường gặp. Nếu như mà siêu âm gặp một cái trường hợp gan to và tăng âm như thế này, đường bờ đều, túi mật hay là mạch cửa, mọi thứ nó đều sắc nét rõ ràng như thế này thì chúng ta chỉ kết luận được là một cái gan nhiễm mỡ thôi. Tuy nhiên với siêu âm đàn hồi thì chúng ta lại phát hiện được cái trường hợp này độ cứng gan lên tới 7,3 kPa. Thì theo cái bảng phân loại vừa rồi thì chúng ta sẽ kết luận được là đây là một cái trường hợp xơ hóa gan đáng kể. Như vậy thì đây là một minh chứng để chúng ta thấy là nếu như mà không dùng siêu âm đàn hồi thì những trường hợp này chúng ta chỉ kết luận được một cái gan nhiễm mỡ thôi. Đây là một tình huống tiếp theo để chúng ta có cái lưu ý. Một bệnh nhân đi khám lý do là vàng da, và trên siêu âm thì chúng ta thấy như thế này, cái gan không có lớn, chiều cao gan phải dưới 15 cm này, đường bờ gan còn đều, chỉ có một cái chút bất thường đó là cái thành mà độ dày bao gan, chúng ta nhìn ở tĩnh mạch cửa chúng ta thấy có vẻ như nó dày, và cái thành túi mật ở vị trí này cũng hơi dày một chút, lách vẫn bình thường. Như vậy thì với siêu âm BMOT chúng ta có thể kết luận được cái gì trên cái hình này? Có xơ gan chăng, hay là chúng ta có thể nói là nghi ngờ viêm gan, cũng có thể là một cái hình ảnh một số cái đặc điểm đó chúng ta nghi ngờ viêm gan. Nhưng mà với siêu âm đàn hồi thì độ cứng gan lên tới 18,4 kPa. Nếu 18,4 kPa này mà chúng ta chỉ so với cái bảng phân loại vừa rồi, chúng ta sẽ dễ dàng kết luận là một cái xơ gan F4. Tuy nhiên ở
Trường hợp này thì tôi lưu ý với các bác sĩ một chút. Bệnh nhân đi khám vì vàng da, chúng ta thấy vách túi mật có vẻ hơi dày một chút và độ cứng gan cứng như này. Và chúng ta sẽ nghĩ tới một cái khả năng thứ hai nữa, đó là viêm gan cấp. Và rõ ràng sau đó coi lại xét nghiệm thì trường hợp này á, men gan tăng rất là cao, lên tới 632 đơn vị trên lít đây, và bilirubin cũng tăng. Như vậy thì đây là một cái tình huống viêm viêm gan cấp. Để lưu ý các bác sĩ là khi mà viêm gan cấp xảy ra thì độ cứng gan nó cũng cao giống như xơ gan. Cho nên trong thực hành á, khi các bạn đo một cái ca mà có độ cứng gan rất là cao mà nhìn cái nền gan không có thô rõ thì nên nghi ngờ. Và khi mà có nghi ngờ thì chúng ta phải xem xét nghiệm, và nếu mà chưa xem được xét nghiệm á, thì chúng ta cũng nên kết luận là một cái gan có độ cứng cao tương đương giáp 4, chứ chúng ta đừng vội kết luận là xơ gan. Những trường hợp như thế này sau khi điều trị khỏi đợt viêm gan cấp thì họ sẽ trở lại cái mức độ cứng của gan giống như trước khi bị viêm gan. Nếu như mà trước đó họ hoàn toàn bình thường thì họ sẽ trở về cái mức F0. Đó là một cái lưu ý trong cái sử dụng cái siêu âm đàn hồi định lượng độ cứng gan. Tiếp theo thì chúng ta bàn một chút về sử dụng cái 2D X-quay trong chẩn đoán cái khối u gan. Thì khi nãy khối u gan chúng ta đã xem rất nhiều, thầy Trọng đã diễn tả về Li-RAD và những cái đặc điểm của khối u để chẩn đoán. Bây giờ chúng ta chỉ nói về cái khía cạnh siêu âm đàn hồi. Thì cái việc mà chúng ta khẳng định với nhau là cái việc phát hiện khối u gan là chủ yếu dựa vào siêu âm PMOS. Đôi khi chúng ta nhìn thấy những cái giới thiệu sản phẩm người ta nói rằng là siêu âm đàn hồi là để phát hiện sớm ung thư gan. Phát hiện sớm ở đây không có nghĩa là chúng ta dùng cái bản đồ đàn hồi chúng ta đặt vào mô gan và nó hiển thị lên khối u để chúng ta phát hiện sớm, cái đó là không phải. Sự phát hiện khối u chủ yếu là dựa vào PMOS. Như vậy thì siêu âm đàn hồi giúp phát hiện sớm là dựa vào điều gì? Dựa vào xác định cái yếu tố nguy cơ cho bệnh nhân. Khi nãy á, thầy Trọng nói về những bệnh nhân có nguy cơ, chẳng hạn như là một bệnh nhân có nhiễm viêm gan siêu vi B là bệnh nhân có nguy cơ. Nhưng mà khi chúng ta dùng siêu âm đàn hồi thì cái việc xác định nguy cơ nó được sâu sát hơn một bước nữa là ở chỗ như thế này. Nếu như mà bệnh nhân có nhiễm siêu vi B hoặc bệnh nhân uống rượu nhiều hoặc là siêu vi C chẳng hạn, nhưng mà chúng ta đo cái độ đàn hồi của mô gan đó, độ đàn hồi nó chỉ có ở mức khoảng F0, F1, có nghĩa là không có xơ hóa gan hoặc là xơ hóa gan rất nhẹ, thì những tình huống đó nguy cơ ung thư gan nguyên phát cũng rất là thấp. Dựa vào một cái nghiên cứu người ta đưa ra, nghiên cứu dài nhiều nhiều tháng, người ta đưa ra một con số khoảng 10 kPa. Người ta nhận thấy rằng là nếu như mà cái độ cứng gan nền á 10 kPa trở lên á, thì nguy cơ xuất hiện HC cao hơn rất nhiều so với những cái ca mà có độ cứng gan nền thấp hơn. Như vậy thì chúng ta sẽ nói tới cái nguy cơ cụ thể trên cái độ cứng của mô gan, chứ không phải là những yếu tố nguy cơ về lâm sàng hay dịch tễ. Cái thứ hai nữa là độ cứng của mô gan nền nó chúng ta cho chúng ta một điều nữa là cái tiên lượng sống còn. Đây là một cái nghiên cứu người ta nghiên cứu trên cái nhóm bệnh nhân mà siêu viêm gan siêu vi B mà có HCC, và sau đó họ đốt gan bằng đốt u bằng sóng cao tần. Thì người ta thấy rằng là những bệnh nhân nào mà trước khi đốt u đó cái nền gan nó độ cứng nó 13,4 kPa trở lên đó, thì cái thời gian sống còn của họ thấp hơn so với lại những cái ca mà có nền gan mềm hơn, và cái khả năng tái phát của khối u nó cao hơn so với những cái ca mà có cái mô nền thấp hơn. Đó là cái giá trị của cái mô gan nền. Như vậy thì đây cũng là cái giá trị của siêu âm đàn hồi trong cái việc mà phát hiện sớm cái khối u gan HCC. Và cái giá trị thứ hai mà chúng ta muốn nói đến cụ thể là cái góp phần vào chẩn đoán phân biệt của khối u gan dựa vào độ cứng của khối u. Thì tất nhiên là chúng ta đều hiểu rằng là cái những khối ung thư thông thường thì nó sẽ cứng hơn cái khối u lành tính. Những cái con số cụ thể là cứng bao nhiêu là ác tính hay là cứng bao nhiêu thì lành tính thì vẫn còn rất là nhiều tranh cãi. Ở đây thì tôi đưa ra hai cái bài nghiên cứu. Cái thứ nhất là một cái bài nghiên cứu tổng hợp, một bài tổng hợp từ 15 cái nghiên cứu trên gần 2.000 cái khối tổn thương gan đây. Thì người ta cho thấy rằng là cái khả năng của siêu âm đàn hồi á, để phân biệt cái u lành và u ác, độ nhạy và độ đặc hiệu lên tới khoảng 82% trong cái chuyện chẩn đoán phân biệt. Nếu như mà không có dùng siêu âm đàn hồi thì siêu âm thường quy trong cái lô nghiên cứu này người ta thấy rằng cái khả năng phân biệt nó khoảng chừng 50%. Chúng ta đây là một cái nghiên cứu để cho thấy cái giá trị của siêu âm đàn hồi.
Đây là một cái nghiên cứu khác. Cụ thể người ta dùng cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi AFI, tức là kỹ thuật Poiseuille quay đó, của các tác giả Ấn Độ. Người ta đưa ra được cái giá trị cutoff là khoảng 2 mét trên giây để chúng ta chẩn đoán phân biệt giữa một cái khối u lành tính và ác tính. Thì 2 mét trên giây này, nếu chúng ta dùng cái công thức cái phương trình dân đó để chúng ta chuyển đổi, thì nó tương đương với khoảng 12 kPa. Có nghĩa là những cái u nào mà trên cái mức này là có nguy cơ ác tính cao. Chẳng hạn như trong cái lô này chúng ta có 26 trường hợp, thì nếu như mà độ cứng gan trên khối u trên 2 mét giây á, thì chỉ có một trường hợp lành và 25 ác. Nếu như mà độ cứng dưới 2 mét giây á, thì 24 lành và 2 ác. Như vậy thì chúng ta thấy đó là cái sự khác biệt có ý nghĩa rất là lớn. Nghiên cứu này là nghiên cứu tiếp theo. Người ta dùng cái siêu âm đàn hồi 2D siêu quay để phân biệt cái khối u lành và ác. Và cái nghiên cứu này trên khoảng gần 200 bệnh nhân. Trên cái nghiên cứu này thì người ta đưa ra được cái ngưỡng cutoff là 22,3 kPa. 22,3 kPa này để phân biệt cái u lành và ác với cái độ nhạy và độ đặc hiệu là khoảng 83% tới 86%. Nhưng mà người ta lại đưa ra được hai con số rất là hay nữa ở hai cái ngưỡng này. Đây là con số cutoff. Nhưng mà hai con số ngưỡng này rất dễ để chúng ta dùng. Chẳng hạn như người ta thấy là nếu khối u nó dưới 14 kPa thì cái khả năng cái chẩn đoán tiên đoán âm á, là tới 96%, tức là khả năng loại trừ cái chẩn đoán ác tính là tới 96%. Còn nếu như mà khối u cứng trên 32,5 kPa này thì giá trị tiên đoán dương lên tới 96%, tức là rất nhiều khả năng là cái khối đó là ác tính. Như vậy thì đây là một số con số mà chúng ta tìm thấy được để chúng ta có thể dùng trong thực hành. Đây là một số trường hợp lâm sàng, chẳng hạn như đây là một cái khối u máu mà chúng ta đã xem trên cái siêu âm vi mạch khi nãy. Đây là cái bản đồ đàn hồi bán định lượng sử dụng cái công nghệ strain elastography. Thì công nghệ strain elastography này khi nãy tôi nói rồi, chúng ta không dùng để định lượng sơ hóa gan, nhưng mà đối với khối u gan thì đôi lúc chúng ta lại dùng được. Chúng ta thấy là nó tạo ra được cái ranh giới của khối u cũng tương đối rõ ràng so với cái mô nền. Còn đây là hình ảnh siêu âm 2D siêu quay để khảo sát cái khối u này. Thì chúng ta lưu ý rằng là không phải dễ dàng để chúng ta đo được cái độ cứng của khối u đâu. Bởi vì cái khối u chúng ta có những cái lưu ý như thế này. Ở những cái vị trí mà giáp giáp danh như thế này nè, nó có đường bờ của khối u, nó sự khác biệt độ cứng nhiều so với cái mô nền. Vì vậy mà khi chúng ta dùng bản đồ dùng công nghệ mà 2D siêu quay á, đôi khi chúng ta bị cái hiện tượng gọi là khúc xạ hay tán xạ của sóng âm, nó làm cho những cái sóng dịch chuyển nó đi nó không có song song giống như là khi mà chúng ta khảo sát đàn hồi mô. Vì vậy mà đôi khi chúng ta lại không tạo hình được độ cứng của khối u. Chúng ta phải tìm những vị trí nào thích hợp để chúng ta có thể đo đạt được. Và điểm thứ hai nữa, bạn lưu ý khi mà đo độ cứng của khối u là thế này. Những cái khối u, những khối cụ thể là những cái ung thư mà kích thước nó lớn thì nó thường có hoại tử trung tâm. Vì vậy mà khi đo chúng ta nên đo ở vị trí viền bên ngoài cạnh cái ranh giới giữa lành và tổn thương mô lành và cái mô u, thì chúng ta sẽ để tránh một tránh được cái khả năng là chúng ta đo vào cái vùng hoại tử. Nếu mà chúng ta đo vào vùng hoại tử tức là vùng dịch thì cái thông số nó thể hiện là một cái vùng mềm làm cho chúng ta chẩn đoán sai lầm. Đó là một số cái lưu ý khi mà làm kỹ thuật siêu âm đàn hồi 2D siêu quay để định lượng độ cứng khối u. Đây là một trường hợp khác. Trường hợp này tôi cũng có nhiều lần đưa ra ví dụ như thế này. Một bệnh nhân nam 60 tuổi khám sức khỏe định kỳ. Hàng năm là khám sức khỏe định kỳ 2 lần mỗi năm và lần nào cũng là mọi thứ bình thường và chỉ có gan nhiễm mỡ. Nhưng mà cái lần gần nhất, tức là lần mà tôi khám á, thì ở cái chỗ khám sức khỏe người ta phát hiện ra một cái tổn thương giảm âm ở gan trên nền gan nhiễm mỡ. Người ta nghĩ đây là một cái nang gan, nó cũng giảm âm cũng tăng âm sao nhẹ. Nhưng mà khi mà làm siêu âm đàn hồi thì tôi phát hiện được hai vấn đề. Thứ nhất là cái mô gan nền. Trường hợp này chẩn đoán là gan nhiễm mỡ nhưng mà mô gan nền độ cứng lên tới 34 kPa. Có nghĩa là sơ gan rất là rõ, chúng ta xếp loại F4. Và thứ hai là độ cứng của khối u á, thì tính lên được tới 24 kPa, tức là cũng là khối u có độ cứng cao. Một cái khối u gan có độ cứng cao trên một cái nền gan sơ thì tất nhiên là chúng ta phải nghĩ nó nhiều khả năng đó là một cái HCC.
Như vậy thì qua phần trình bày đó chúng ta kết luận cái phần siêu âm đàn hồi như thế này. Chúng ta trước tiên chúng ta nhìn nhận là mức độ xơ hóa gan là một cái yếu tố rất quan trọng trong cái chẩn đoán bệnh gan, và nhiều kỹ thuật siêu âm đàn hồi ngày nay chúng ta có thể dùng để định lượng mức độ xơ hóa gan, trong đó có siêu âm đàn hồi thoáng qua của FibroScan hay là Poissy Quay hay là 2D Quay. Thì trong đó cái 2D Quay là một cái công nghệ cao nhất trong cái siêu âm đàn hồi này, tức là nó sẽ tạo hình đàn hồi ở một cái vùng rộng, khảo sát sẽ nhanh hơn và độ chính xác cao hơn, và bệnh nhân thì phải không phải nín thở nhiều, không mất nhiều thời gian và không mệt mỏi trong cái quá trình thực hiện. Ngoài ra thì cái siêu âm đàn hồi sóng biến dạng 2D quay này chúng ta cũng có thể dùng để góp phần trong chẩn đoán khối u gan như là chúng ta đã trình bày ở bên trên. Tiếp theo là cái chủ đề thứ ba trong cái phần trình bày ngày hôm nay, là đó là nói về cái ứng dụng của kỹ thuật ATI trong cái định lượng gan nhiễm mỡ. Trước tiên thì chúng ta nói qua về cái chẩn đoán bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu đây. Thì tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán một cái bệnh gan nhiễm mỡ có hay không có nhiễm mỡ và nhiễm mỡ mức độ nào, tiêu chuẩn vàng vẫn là sinh thiết gan. Người ta dựa vào cái phần trăm tế bào gan mà có nhiễm mỡ. Tức là nếu như mà dưới 5% tế bào gan nhiễm mỡ thì coi như một trường hợp bình thường. Còn từ 5% trở lên thì là một gan nhiễm mỡ, bắt đầu có chẩn đoán gan nhiễm mỡ. Thì trong dựa vào cái hình vi thể, người ta phân loại cái gan nhiễm mỡ thành các mức độ: độ 0 đây, dưới 5%, độ 1 là 5 tới 33, độ 2 là 33 tới 66, và độ 3 là trên 66% tế bào gan có nhiễm mỡ. Đó là tiêu chuẩn vàng là dựa vào sinh thiết gan. Còn những cái tiêu chuẩn không xâm lấn khác thì chúng ta dựa vào nhiều yếu tố lắm, trong đó thứ nhất là chúng ta xác định bệnh nhân có nguy cơ. Thì trong này á, chúng ta nguy cơ rất lưu ý là bệnh nhân béo phì và đái tháo đường. Thì tình hình trên thế giới thì chúng ta biết rồi, ngày nay thì suy dinh dưỡng thì ít đi nhưng mà béo phì thì càng lúc càng nhiều, ở Việt Nam cũng vậy, và bệnh lý chuyển hóa cũng rất nhiều, vì vậy mà bệnh nhân liên quan tới bệnh gan nhiễm mỡ rất nhiều. Ở bệnh nhân có nguy cơ cao và chúng ta muốn chẩn đoán là một cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu này, thì chúng ta phải loại trừ những nguyên nhân khác gây nhiễm mỡ. Rồi chúng ta chẩn đoán bằng hình ảnh như là siêu âm, CT, cộng hưởng từ, và chúng ta cũng có những cái mặt cơ để chẩn đoán cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Thì nhìn chung thì bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu này thì chúng ta phải hiểu như nó có hai nhóm. Một cái nhóm gọi là gan nhiễm mỡ đơn thuần và cái nhóm thứ hai gọi là viêm gan mỡ. Và khi mà một bệnh nhân nào đã được chẩn đoán là viêm gan mỡ thì chúng ta sẽ hiểu rằng là bệnh nhân này có nguy cơ diễn tiến tới xơ gan cũng như là ung thư gan, giống như là một ca viêm gan siêu vi. Đây là cái tiến trình của một cái bệnh gan nhiễm mỡ. Như vậy thì vai trò của siêu âm trong cái bệnh gan nhiễm mỡ như thế nào? Thứ nhất là chúng ta phát hiện được có gan nhiễm mỡ hay không. Và bây giờ thì chúng ta lại có công nghệ giống như là ATI để chúng ta định lượng cái mức độ gan nhiễm mỡ. Và siêu âm chúng ta sẽ làm được một cái nhiệm vụ thứ hai là chúng ta cố gắng để nhận ra trong những ca gan nhiễm mỡ này thì ca nào là viêm gan mỡ. Cái điều này là điều có ý nghĩa nhất. Tại vì nếu như mà một gan nhiễm mỡ đơn thuần, cho dù là nhiễm mỡ mức độ 3 thì cũng không có nguy cơ gì nhiều. Nhưng mà một ca có mức độ gan nhiễm mỡ độ 1, độ 2 nhưng mà có biểu hiện của viêm gan mỡ thì sẽ có nguy cơ diễn tiến tới cái biến chứng. Cho nên là đây là cũng là một cái vai trò quan trọng của siêu âm. Rồi chúng ta quay trở lại cái chuyện mà dùng siêu âm chẩn đoán mức độ gan nhiễm mỡ. Thì xưa trước đến nay chúng ta cũng đang dùng đó một kỹ thuật gan nhiễm mỡ, chẩn đoán gan nhiễm mỡ bằng định tính. Định tính có nghĩa là chúng ta sẽ dựa vào cái những cái yếu tố như là chiều độ lớn của gan, phản âm của gan, sự hiển thị của vòm hoành và mạch máu để chúng ta phân cái mức độ nặng nhẹ và vừa của cái gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên cái kỹ thuật này thì người ta nhận thấy rằng là nó có những cái khuyết điểm là những cái nhiễm mỡ mà dưới 10% thì chúng ta rất khó phát hiện. Đặc biệt là với những bệnh nhân mà béo phì, cái thành bụng rất là dày á, thì chúng ta thấy là cái mô gan hầu như bên trong nó bị tối đi. Không biết là cái sự tối đi đó là do thành bụng hay là do bản thân của gan nhiễm mỡ. Vì vậy mà dẫn đến cái chẩn đoán nó không có chính xác và cũng không khách quan. Đặc biệt một điều nữa là chúng ta lưu ý thế này. Chúng ta chẩn đoán một bệnh nhân gan nhiễm mỡ bằng định tính, chúng ta nói là gan nhiễm mỡ độ 3. Như vậy thì trong quá trình theo dõi bệnh nhân đi tái khám, chúng ta nếu chúng ta tái khám nhiều, chúng ta biết rồi hầu như là chúng ta
ít khi thay đổi được cái mức độ gan nhiễm mỡ. Chúng ta không trả lời được là sau cái quá trình điều trị đó cái đáp ứng nó như thế nào. Cho nên cái nhu cầu cần thiết là chúng ta phải định lượng. Định lượng là chúng ta sẽ nói lên được mức độ nhiễm mỡ bằng một con số cụ thể. Thì để hiểu về cái siêu âm định lượng mức độ gan nhiễm mỡ thì chúng tôi đưa ra một nhắc lại một số cái khái niệm. Chúng ta định lượng mức độ gan nhiễm mỡ dựa vào cái hệ số giảm thấu âm, cái độ giảm thấu âm để chúng ta chẩn đoán định lượng độ gan nhiễm mỡ. Thì để hiểu cái hệ số này như thế nào thì chúng ta nói về, trước tiên là chúng ta nói về công suất âm. Công suất âm được khái niệm là cái năng lượng âm sinh ra trong một đơn vị thời gian. Và khi mà sóng âm nó truyền vô môi trường á, thì nó sẽ truyền đi với dạng là nhiệt, tức là truyền đi năng lượng dạng nhiệt. Và mỗi một cái vùng nó sẽ phát ra một cái lượng năng lượng nào đó. Mà cái mức độ năng lượng đó trên một cái đơn vị thời gian thì gọi là công suất. Rồi, cái công suất âm đó mà tính trên một cái đơn vị diện tích thì gọi là cường độ. Cường độ này sẽ là cái đơn vị là decibel này. Chúng ta thấy là đây là một cái đơn vị mà chúng ta sẽ nhắc nhiều trong cái phần mà định lượng gan nhiễm mỡ, ta dựa vào cường độ âm. Đơn vị là decibel. Thì hệ số giảm thấu âm là gì? Hệ số giảm thấu âm là cái mức độ giảm của cường độ này trong một đơn vị chiều dài mà sóng đi qua. Đây chúng ta sẽ xem cái hình này chúng ta thấy cụ thể. Để định lượng mức độ gan nhiễm mỡ thì hiện nay chúng ta có nhiều cái kỹ thuật. Trong đó có dựa vào cái tỷ lệ gan thận, tức là người ta so sánh cường độ âm mà chúng ta vừa nói đó. Cường độ âm của nền gan nè, bao nhiêu decibel so với lại cường độ âm của mô thận. Để chúng ta biết là cái mức độ tăng này bao nhiêu và từ đó người ta quy ra là nhiễm mỡ mức độ mấy. Cái đó là dựa vào tỷ lệ gan thận. Còn tiếp theo là chúng ta có chỉ số CAP, chỉ số UGAP và chỉ số ATI đây. Thì chúng ta sẽ định lượng mức độ gan nhiễm mỡ dựa vào sự giảm thấu âm. Và họ thực hiện như thế nào? Họ thực hiện là chúng ta nhìn cái hình mô phỏng này, chúng ta thấy đặt cái roi này là cái roi coi như là tôi gọi là cái roi ở vị trí gần. Họ sẽ định lượng cái cường độ âm ở vị trí này là bao nhiêu. Rồi cái roi này là cái roi thứ hai đặt ở vị trí xa, giả sử như cách nhau là 2 cm, để chúng ta sẽ định lượng được cường độ âm ở vị trí cái roi thứ hai này. Tôi lấy ví dụ cường độ âm ở vị trí thứ hai này tôi đo được là 1.200. Cường độ âm ở vị trí thứ nhất này tôi đo được 1.400. Có nghĩa là suốt cái khoảng này cường độ âm bị giảm đi hết 200 decibel. Và chúng ta sẽ chia cho cái khoảng cách này, tôi ví dụ là 2 cm, mà chúng ta đơn vị của chiều dài là 1 cm thì chúng ta chia 2. Thì như vậy thì cái 200 nó chia 2 là sẽ thành ra 100. Như vậy thì mức độ giảm cường độ âm ở đây là 100 decibel trên cm. Đó là cái đơn vị của mức độ giảm thấu âm. Và khi chúng ta dùng cái chỉ số CAP, tức là của trên cái máy Faroscan ở cái tần số cố định, thì chúng ta cái đơn vị chúng ta chỉ là decibel trên cm thôi, hoặc là trên mét tùy theo người dùng. Nhưng mà nếu chúng ta dùng những cái công nghệ như ATI, tức là dùng trên cái đầu dò siêu âm, chúng ta thông thường chúng ta dùng đầu dò là 3.5 MHz, thì chính cái tần số của đầu dò nó cũng ảnh hưởng tới mức độ giảm thấu âm. Cho nên cái đơn vị sử dụng của cái kỹ thuật này là decibel trên cm và chia cho megahertz nữa. Như vậy thì con số 100 khi nãy đó chúng ta phải phải chia cho 3.5 MHz nữa nó mới ra được con số cụ thể, là con số kết quả của cái kỹ thuật này. Rồi nói tóm lại là với kỹ thuật ATI, người ta dựa vào mức độ giảm thấu âm trong mô gan để người ta định lượng cái mức độ gan nhiễm mỡ. Và cái đơn vị của mức độ giảm thấu âm là decibel trên cm và trên megahertz. Đây là một cái nghiên cứu, người ta nghiên cứu trên hơn 100 trường hợp bệnh nhân để chẩn đoán mức độ gan nhiễm mỡ, và người ta có tiêu chuẩn vàng để tham khảo là sinh thiết gan. Và với nghiên cứu này thì người ta phân biệt được các cái gan nhiễm mỡ mức độ không nhiễm mỡ, mức độ 1, độ 2, độ 3 dựa vào những cái con số cutoff mà chúng ta đưa ra được từ nghiên cứu đây. Tôi thấy những con số này cũng rất phù hợp. Ví dụ như chúng ta đo được cái mức độ giảm thấu âm bằng chỉ số ATI đó là 0,72 chẳng hạn, thì chúng ta có thể kết luận được là gan nhiễm mỡ độ 2 S2, có một cái con số cụ thể. Và cái độ chính xác của từng cái ngưỡng cutoff này là khoảng từ 76 cho tới 83%. Đây là một cái clip để nói lên cái kỹ thuật thực hiện cái kỹ thuật ATI này.
nó khác với cái siêu âm đàn hồi khi nãy là kỹ thuật chúng ta gọi là continuous wave, còn kỹ thuật này là gần như là real time. Chúng ta mở ra cái bản đồ để đo mức độ nhiễm mỡ này, và cái bản đồ này nó tạo hình liên tục, chúng ta thấy bản đồ nó tạo hình liên tục, và chúng ta chỉ cần trong vòng một nhịp nín thở của bệnh nhân, chúng ta có được rất nhiều bản đồ, vô số bản đồ, và chúng ta có chỉ cần đo 3 đến 5 lần ở những cái bản đồ phù hợp là chúng ta có được cái kết quả. Đây, chúng ta dừng lại thì chúng ta trên máy sẽ có cái chế độ là đo đo đạc, thì chúng ta mở cái roi lên, chúng ta đặt vào đây thì sẽ hiển thị ngay ra cái con số kết quả. Với cái bảng bảng này là cái bảng kết quả này, trên đây là kết quả về đàn hồi mô và đây là kết quả của gan nhiễm mỡ. Chúng ta dựa vào cái kết quả mà thu được kết hợp với cái bảng phân loại, dựa vào cái nghiên cứu bên trên là chúng ta đưa ra được chẩn đoán. Về kỹ thuật thực hiện thì những cái lưu ý của khi thực hiện cái kỹ thuật ATI này nó cũng giống như là khi thực hiện kỹ thuật siêu âm đàn hồi 2D Seaway. Có nghĩa là chúng ta cần phải tránh cái bao gan. Khi chúng ta đặt cái bản đồ vào cái vị trí bao gan, chúng ta sẽ có những cái ảnh giả như thế này, đo đạc không chính xác. Còn đây là cái mà chúng ta phải tránh đây, chúng ta đặt cái đầu dò quá cao ở chỗ mà tiếp xúc với lại cái màng phổi. Ở đây là ảnh giả do khí của màng phổi cho nên tạo hình đàn hồi, tạo hình cái bản đồ định lượng nhiễm mỡ không đúng. Đó. Như vậy thì chúng ta phải tránh bao gan, tránh màng phổi, tránh mạch máu lớn, tránh khối u. Và chúng ta cũng yêu cầu bệnh nhân giữ hơi thở trong quá trình đo để chúng ta thực hiện cái con số được chính xác. Một số trường hợp lâm sàng đây, chúng ta thấy đây là một cái trường hợp rất là điển hình, gan rất là lớn, 178 cm, mm chiều cao gan, giảm âm vùng sâu rất là rõ, vòng hoành mờ, mạch máu mờ. Chúng ta nhìn trên BMOT chúng ta cũng chẩn đoán được gan nhiễm mỡ độ 3. Với siêu âm với kỹ thuật ATI chúng ta đo được con số cụ thể là 1,101 decibel trên cm trên megahertz. Chúng ta thấy đây là cái đơn vị của kỹ thuật đây. Cái mức độ chẩn đoán nhiễm mỡ độ 3 dựa vào cái nghiên cứu bên trên đó, chúng ta thấy là khoảng chừng 7, mấy thôi. Tức là khoảng 7,45 là đã làm nhiễm mỡ độ 3 rồi. Trong khi đó kết quả của bệnh nhân này chúng ta đo được lên tới 1.01. Như vậy thì con số này cũng là độ 3 nhưng mà rất cao. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng là siêu âm thường quy chúng ta đã chẩn đoán được mức độ nhiễm mỡ là độ 3, nhưng mà ca này độ 3 nó cũng khác với ca khác độ 3. Định lượng mới cho được con số cụ thể. Và trong cái quá trình điều trị người ta sẽ theo dõi lại con số này để chúng ta biết là điều trị như vậy có đáp ứng hay không. Mặc dù là lần sau tôi cũng chẩn đoán là gan nhiễm mỡ độ 3 nhưng mà con số nó là khoảng 0,8 chẳng hạn, như vậy thì đã rất tốt, tức là có đáp ứng. Một trường hợp khác chúng ta thấy một cái gan trên siêu âm BMOT đó, thì cái này nó nằm ở cái mức mà chúng ta có thể phân vân có nhiễm mỡ hoặc là không có nhiễm mỡ. Nhưng mà với cái kỹ thuật này thì chúng ta đo được con số là 0,4 decibel trên cm megahertz, có nghĩa là trên cái kỹ thuật định lượng người ta kết luận nó là S0, tức là không có nhiễm mỡ. Trên cái dòng máy Canon này thì chúng ta có cái bản đồ, có hai cách để chúng ta thực hiện về cái đàn hồi và cái nhiễm mỡ. Chúng ta có thể làm thực hiện riêng từng phần, tức là chúng ta đo đàn hồi riêng rồi đo nhiễm mỡ riêng giống như những cái phần trình bày bên trên. Nhưng mà chúng ta cũng có thể cho hai cái chương trình này chạy cùng một lúc, tức là một bên này là đàn hồi, một bên này là chẩn đoán định lượng gan nhiễm mỡ. Tất nhiên là khi mà chúng ta cho chạy hai kỹ thuật cùng một lúc đó, thì tốc độ của cái máy nó sẽ phải chậm hơn. Đó là tùy theo cái người dùng. Để kết thúc thì tôi đưa ra hai trường hợp lâm sàng nữa. Một trường hợp thứ nhất là một bệnh nhân 82 tuổi, đái tháo đường theo dõi rất nhiều năm. Thì chúng ta thấy xem lại cái kết quả của năm 2019 đây, tức là cuối năm 2019, đầu 20, thì người ta chỉ kết luận được là gan nhiễm mỡ, tức là gan tăng âm, gan nhiễm mỡ thôi. Nhưng mà từ đầu 20, cuối 29 mà tới đầu 22, tức là cũng có 2 năm thôi, bệnh nhân lại xuất hiện cái hình ảnh gan rất là rõ ràng của một cái xơ gan, đường bờ không đều, gan thô và độ cứng gan đo lên được tới 55,4 kPa. Như vậy thì tôi đưa ra trường hợp này tôi muốn nói điều gì? Muốn nói là để bệnh nhân chuyển thành tới cái giai đoạn xơ gan như thế này, nó đã xảy ra một cái quá trình từ viêm gan
Chẳng cụ thể trường hợp này không có CVB, không CVC, một phụ nữ bị tiểu đường thì coi như là hầu như là viêm gan mỡ. Viêm gan mỡ rồi xơ hóa gan nhẹ, xơ hóa gan đáng kể, xơ hóa gan nặng, rồi bây giờ tới xơ gan. Suốt cái quá trình đó chúng ta không có nhận ra, để tới khi bệnh nhân xơ gan rất là nặng và xuất hiện những cái nốt HCC đây thì chúng ta mới nhận ra. Như vậy thì không có siêu âm đàn hồi làm chúng ta đã bỏ sót một cái tiến trình đó, và chúng ta không có làm lật ngược thay đổi tình thế được. Và tôi đưa một trường hợp thứ hai nữa, đây là một cũng là một trường hợp bệnh nhân đái tháo đường, cũng chẩn đoán gan nhiễm mỡ mới có từ đầu tháng 1 2021 thôi, nhưng mà tới cuối tháng tới tháng 11 2021 thì cũng đã có một cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi để xác định được độ cứng gan là 22 kPa, tức là F4. Và lần này tôi khám lại thì tôi thấy rằng là đường bờ gan cũng tương đối đều, chỉ hơi tù một chút, gan tăng âm một chút thôi, cũng không có thô rõ, lách cũng không lớn, nhưng mà độ cứng gan đo được là 23,2 kPa, tức là F4. Như vậy hai qua hai trường hợp này để chúng ta có một cái lưu ý là ở những cái trường hợp mà chúng ta khám thông thường hàng ngày một ca gan nhiễm mỡ, chúng ta phải dè chừng coi họ có viêm gan mỡ hay không, để chúng ta chặt đứng cái đường tiến trình của cái bệnh lý này, của những trường hợp này, từ ở mức mà xơ hóa gan ở mức nhẹ, ở mức đáng kể, thậm chí là mức xơ gan, để tránh, để lặp lại, để lật ngược tình thế, tức là chúng ta sẽ điều trị như thế nào để cho bệnh nhân giảm cái mức xơ hóa gan xuống và tránh những cái biến chứng do xơ gan giai đoạn cuối hoặc là ung thư gan. Kết luận lại cái phần này thì chúng ta thấy rằng là cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu ngày càng phổ biến, và không phải chỉ trên thế giới mà cụ thể ở Việt Nam chúng ta càng lúc cũng càng nhiều, nhất là bệnh nhân béo phì ngày càng nhiều và bệnh nhân bệnh lý chuyển hóa đái tháo đường ngày càng nhiều. Đó là những cái đối tượng mà chúng ta phải lưu ý. Và chúng ta biết rằng là từ trong nhóm bệnh nhân gan nhiễm mỡ thì có những bệnh nhân viêm gan mỡ, và chúng ta phải cố gắng để nhận ra ca nào là viêm gan mỡ để chúng ta có sự quản lý nó phù hợp và tránh cái biến chứng cho bệnh nhân. Và cái kỹ thuật ATI là một cái kỹ thuật mới giúp chúng ta định lượng mức độ gan nhiễm mỡ. Đây là một cái kỹ thuật không xâm lấn, độ chính xác cũng khá cao và cũng rất dễ dàng thực hiện. Và nếu mà có công nghệ thì tôi hy vọng là qua phần trình bày này để chúng ta có những cái ý niệm về những công nghệ mới như là siêu âm vi mạch, rồi siêu âm đàn hồi, rồi lại là siêu âm định lượng gan nhiễm mỡ. Chúng ta tận dụng được công nghệ mà chúng ta có được thì chúng ta sẽ giúp ích được cho bệnh nhân nhiều hơn. Đó là cái hy vọng của chúng tôi. Thì phần trình bày của tôi xin dừng lại ở đây. Cảm ơn quý thầy và quý đồng nghiệp đã